Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 18 tháng 10, Thánh Luca Thánh Sử. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 18 tháng 10, Thánh Luca Thánh Sử. Thánh Isidoro Kính, Linh Mục Thừa Sai Từ Đạo, Việt Nam. Thánh Luca Thánh Sử. Thánh Luca là tác giả Tin Mừng thứ 3 và sách Công Vụ Tông Đồ. Là người Hy Lạp chứ không phải là người Do Thái. Nhưng theo ngôn ngữ và văn phong, xem ra Ngài không sinh ra tại những thành phố Hy Lạp lớn miền cận đông. Một tác giả khác nói Luca sinh tại Antioquia, Syria. Và khi những biến cố xảy ra, dường như Luca đang sống ở đó trong thập niên 40 của thế kỷ đầu, và là một trong những lương dân trở lại đầu tiên. Ngài làm nghề thầy thuốc và cũng học thêm về hội họa. Vì thế mà sau này Ngài họa ảnh Đức Mẹ. Là y sĩ, Luca rất có thể đã theo học tại Đại học Tars. Bởi đó, Ngài có thể đã tiếp xúc và quen biết Phao-lô khoảng năm 49 hay 50. Luca đã liên kết với Thánh Phao-lô trong sứ vụ ở Tiểu Á và Âu Châu. Khi tới Philippe, Luca dừng lại. Ngài muốn dành nhiều thời gian để tìm tòi, tra cứu những sử liệu. Ngài muốn dấn thân như một sử gia, một vai trò rất phù hợp với Luca. Sự quan sát kỹ lưỡng và diễn tả chính xác qua những từ ngữ của cậu sinh viên trường thuốc Hy Lạp thể hiện trong các tác phẩm của Luca chứng tỏ Ngài đã biết áp dụng chúng vào lĩnh vực lịch sử. Không phải là giám mục mới của giáo đoàn mới thành lập, vì dường như Luca đã không hề lãnh nhận chức thánh, nhưng đúng hơn ta có thể gọi Ngài là thủ lãnh giáo dân. Về sau, vì cảm phục tài Phao-lô, thánh nhân theo làm đệ tử và phụ giúp Phao-lô trong các cuộc hành trình truyền giáo, cùng chia sẻ mọi nỗi nhọc nhằn, đau khổ và bách hại với Phao-lô. Khoảng năm 57, Thánh Phao-lô từ Corinto qua Macedonia trên đường đi Jerusalem để thu thập các đại diện từ nhiều giáo hội khác nhau. Và Thánh Luca đã nhập đoàn. Từ đó trở đi, Luca đã không hề rời xa Phao-lô. Ngài đã chứng kiến việc người Do Thái tìm cách hại Phao-lô và việc người Roma giải cứu thánh nhân. Khi Phao-lô đắp tàu đi Roma sau 2 năm bị tù ở Caesarea, Luca ở với Ngài. Họ bị đắm tàu ở Malta và cùng tới Roma. Nhưng ở Roma, Luca đã thấy một trách vụ khác đang chờ đón Ngài. Roma là con mắt của đế quốc và người phát ngôn của Thánh Phêrô là Marco đã xuất bản cuốn Phúc Âm viết tay. Trong khi Luca có trong tay những ký ức khác đã được viết ra hay truyền tụng rời rạc, hoặc toàn bộ về cuộc đời của Chúa chúng ta trên trần gian. Vì thế, Thánh Luca đã quyết định rằng sứ vụ cho lương dân cần một phúc âm mới, được viết ra bằng hy ngữ văn chương hơn là phúc âm của Marco, để phù hợp với lương dân có học và không dành riêng cho người Do Thái như là phúc âm của Thánh Matthew. Việc trước tác sách này là phần tiếp theo sách Công vụ Tông Đồ, xem như hoàn thành tại Roma giữa năm 61 tới 70. Người tránh được cuộc bắt bớ của Nero đã giết Phêrô năm 64 và Phao-lô năm 66. Sau khi Thánh Phao-lô qua đời, Thánh sử Luca tiếp tục
giảng đạo ở Ý, Pháp và sau cùng chịu chết đổ máu ra để làm chứng cho Chúa. Tài liệu thế kỷ thứ hai viết, trung thành phục vụ Chúa, không lập gia đình và không có con. Ngài qua đời hưởng thọ 84 tuổi ở Boktika đầy tràn thánh thần. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Luca được Chúa Thánh Thần linh hứng đã viết sách tin mừng mang tên Ngài, gọi là Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, và viết sách Tông đồ công vụ. Sách tin mừng tường thuật cuộc đời Chúa Giêsu và công cuộc cứu rỗi của Người, còn sách Tông đồ công vụ kể lại các hoạt động truyền giáo của Thánh Phaolô và Phêrô cũng như các thánh tông đồ. Là người đóng góp đơn độc và rộng rãi nhất cho Tân Ước, như các tác phẩm cho thấy, Luca là một trong những Kitô hữu có học thức thời giáo hội sơ khai. Dù vậy, Luca rất khiêm tốn và ẩn mình đi, đến nỗi dù một chút gì chúng ta biết về Luca cũng phải đọc trong những dòng chữ của Ngài bằng kính phóng đại. Chúng ta chú mục vào những chỗ nhóm chúng tôi thay vì dùng từ họ, nghĩa là Ngài nhận sự có mặt của mình ở trong khung cảnh đó, chuyển nó vào những dẫn chứng rời rạc trong Thánh Phaolô, tìm những khuôn mặt xem ra rõ rệt nhất, phân tích việc chọn lựa và sử dụng từ ngữ của Ngài. Thánh nhân được tặng cho danh hiệu là văn sĩ ca ngợi lòng thương xót của Chúa Giêsu. Thánh Luca lấy làm cảm kích về bản tính nhân loại tuyệt vời của một vị Thiên Chúa đã tỏ ra sao xuyến trước tình cảnh của một bà mẹ vừa mất đứa con duy nhất. Một vị Thiên Chúa là bạn với hạng tội lỗi bị người ta xa lánh. Một vị Thiên Chúa cảm thông với giới phụ nữ bị người ta khinh miệt. Một vị Thiên Chúa làm bạn với dân nghèo bị người ta chà đạp. Nhờ Ngài mà chúng ta có được rượu ngon cây vả khô trồi, đứa con hoang đàng và người Samaria nhân hậu. Chúng ta cũng biết ơn Ngài vì câu chuyện người kẻ trộm thống hối trên thập giá và cả năm mầu nhiệm mân côi mùa vui. Trong tác phẩm của mình, Luca đã dành cho người nghèo khổ ốm đau, tội lỗi và phụ nữ một chỗ đặc biệt với lời lẽ ngọt ngào an ủi, cho nên mới được gọi là phúc âm. Luca là tác giả của phúc âm lòng thương xót Chúa là như vậy. Là thầy thuốc, cho nên tác giả viết về bệnh tật một cách chính xác. Luca đã cảm nghiệm được nỗi đau đớn của bệnh nhân, vì vậy mà ông nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa, tình yêu của Chúa Giêsu đối với người nghèo, và cũng vì thế biết rung cảm trước những khổ đau nơi thân xác của con người. Các y sĩ có thể hãnh diện về Ngài vì chắc hẳn không có y sĩ nào qua mặt được Luca về tình yêu dành cho nhân loại. Thưa anh chị em và các bạn, tất cả văn phẩm của Luca rất quan tâm đến con người, thương cảm con người, liên hệ với người nghèo, hào hiệp với phụ nữ. Luca cũng rất hấp dẫn bởi đã thu thập và kể lại vô số những công cuộc đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu qua việc chữa lành. Mừng lễ Thánh Luca, chúng ta, đặc biệt là những tông đồ của lòng thương xót Chúa, cần nại đến những kinh nghiệm đau khổ của bản thân cũng như những thử thách, khó khăn của nghề nghiệp và đời sống để có được những tâm tình khoan dung, nhân hậu, từ bi, thương xót và quảng đại đối với tha nhân, nhất là với những người cần được xót thương trong môi trường, xã hội, gia đình và cộng đoàn. Thánh Isidoro Kính, linh mục thừa sai từ đạo. Isidoro tên thật là Gagolang, sinh ngày 10 tháng 5 1799 tại Montpellier, giáo phận Besançon, nước Pháp. Ngay từ nhỏ, cậu đã ước muốn làm linh mục giúp việc giảng đạo. Lớn lên, cậu xin vào chủng viện và sau thời gian tu học,
thầy gia nhập Hội Thừa Sai Paris, là hội chuyên đào tạo linh mục truyền giáo các nước. Ngày 28 tháng 11 năm 1820, thầy cùng ba đồng bạn được gửi sang Việt Nam. Tàu đến Huế ngày 17 tháng 5 1828. Và năm sau được Đức Cha Bình, giám mục giáo phận Đàng Trong truyền chức linh mục và đặt tên Việt Nam đó là Cha Kính. Sau khi lãnh chức linh mục, cha được Đức Cha bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện an ninh ở Quảng Trị. Với tinh thần tông đồ nhiệt thành, cha tận tụy giáo huấn các chúng sinh. Ngoài ra, cha còn tìm thời giờ giảng đạo Chúa cho người lương dân và ban bí tích cho các tín hữu ở vùng lân cận. Cha đã tâm sự với người bạn ở quê nhà. Những thiếu thốn cực nhọc đủ thứ, nhưng tôi dám khẳng định rằng tôi được hạnh phúc trong túp lều tranh của tôi hơn là vua nước Pháp ở trong hoàng cung của ngài. Lúc đó, Minh Mạng mới lên ngôi ký vệ vua cha. Việc giảng đạo còn dễ dàng. Nhưng đầu năm 1827, vua ra lệnh tất cả các giáo sĩ ngoại quốc phải tập trung về kinh đô. Viện cớ cần các ngày dịch sách và làm thông ngôn cho triều đình. Kỳ thực là cố ý ngăn chặn việc giảng đạo và cô lập các chủ trăn để đàn chiên tan rã. Cha Kính cũng được lệnh triệu tập về triều đình, nhưng cha còn nán ở lại giúp các tín hữu. Đến khi có lệnh triệu tập lần thứ ba, cha mới lên đường về kinh đô. Vua đề nghị ban chức tước cho cha, nhưng cha từ chối và nói: "Tôi rời bỏ quê hương xứ sở đến đây là để giảng đạo cho người Việt Nam nhìn biết tôn thờ Thiên Chúa, hầu được cứu rỗi, được hưởng hạnh phúc muôn đời. Tôi không có ý sang đây để lãnh chức tước của triều đình. Nhưng việc nào có thể giúp được nhà vua thì tôi sẵn sàng." Trong thời gian ở kinh đô, cha gặp được hai linh mục thừa sai khác là cha Ta Bè Tử thuộc hội thừa sai và cha Odorico Phương dòng Francisco. Các ngài bị giam lỏng trong triều đình, không được tự do làm việc tông đồ. May nhờ có quan Lê Văn Duyệt can thiệp, nhà vua buộc lòng thả tự do cho các ngài. Cha Kính trở về Đồng Nai, đến nhiều họ đạo ở miền Nam chăm sóc các giáo hữu. Năm 1829, cha đến chủng viện Lái Thiêu, được Đức Cha Từ chọn là bề trên giáo phận và phái đi truyền giáo ở miền Trung. Cha đến Phú Yên và nhiều tỉnh khác rao truyền đạo Chúa cho mọi người. Nhờ cha, nhiều người lương được nhìn biết Chúa, các giáo hữu sốt sắng sông đạo. Đang lúc cha hoạt động tông đồ đắc lực, thì ngày 6 tháng 1 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao. Các linh mục phải tìm nơi lẩn trốn để lén lút ban các bí tích cho bổn đạo. Có người khuyên cha nên tạm hồi hương một thời gian. Cha đáp: "Một công dân có nhiệm vụ thi hành nghĩa vụ quân sự, huống chi tôi được trao chức vụ lãnh đạo, sao có thể thoái thác trách vụ của mình được." Cha cũng phải lẩn tránh như các linh mục khác. Nhưng vì thấy nhiều giáo hữu bị bắt bớ, tù ngục, giết chết thảm thiết, cha không thể cầm lòng được. Cha viết thơ xin Đức Cha ban phép để cho cha ra nộp mình cho vua quan, hy vọng cứu đàn chiên khỏi phải bắt bớ giết hại. Đức Cha Từ chấp thuận. Thế là tháng 5 1833, cha ra trình diện với quan huyện Bồng Sơn, tỉnh Bình Định và bị giải về kinh thành Huế. Suốt 7 tuần bị giam giữ ở đây, cha không phải thẩm vấn lần nào, vì vua quan biết rõ không thể nào lay chuyển nổi lòng tin sắt đá của cha. Kể từ ngày 12 tháng 10 1833, quân lính xiềng tay chân của cha lại, canh gác nghiêm ngặt hơn và cấm không cho giao tiếp với người khác. Vua Minh Mạng giữ bí mật bản án đến phút chót. Sáng ngày 17 tháng 10 1833, quân lính điệu cha đi, họ còn nói rằng cha được dời sang ngục khác. Nhưng cha hiểu rằng giờ của mình đã điểm.
Cha hỏi: "Ồ, có phải các ông điệu tôi đi xử tử không?" Họ đáp: "Thưa phải." Thế là cha vui vẻ mau mắn cùng đoàn hành quyết lên đường. Đến đầu cầu ngăn cách kinh thành với khu ngoại ô Bãi Dâu, họ tháo gông cùm cho ngài. Các lính võ trang giáo mác đi hai bên, hai quan lớn cưỡi ngựa đi sau, dân chúng đi xem rất đông. Một người lính giơ cao tấm thẻ ghi bản án, cứ đi khoảng 100 bước, người lính đó dừng lại, đánh mấy hồi chiêng còng rồi đọc bản án như sau: "Dương Nhân, Hoài Hóa mang tội truyền giảng đạo Gia Tô tại nhiều tỉnh nước ta nên phải xử giáo." Hoài Hóa là chữ Hán do các quan dịch tên của cha Gia Cơ Lành. Đến nơi, cha quỳ gối cầu nguyện sốt sáng. Sau hồi chiêng hiệu lệnh, quân lính tròng dây vào cổ cha, kéo hãy đầu dây thật mạnh. Vị anh hùng chứng nhân của Chúa chút hơi thở cuối cùng, lãnh nhận triều thiên tử đạo vinh quang. Một học trò cũ của cha là cha Odorico và một thầy giảng của cha Phan xin phép nhận thi hài thánh tử đạo đem an táng tại Tư Gia ở Phủ Cam, vì nghi ngờ môn đệ Chúa Giêsu sẽ sống lại sau 3 ngày. Vua Minh Mạng truyền quật mộ vị tử đạo, khám nghiệm kỹ lưỡng rồi mới yên lòng cho chôn lại. Vua còn truyền cho dân Phủ Cam canh giữ mộ, nếu vị tử đạo sống lại hay người ta lấy mất thi hài, họ sẽ phải đền mạng. Năm 1946, thi hài thánh tử đạo Isidoro Gagelang Kính được đưa về chủng viện Hội Thừa Sai Paris. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã phong chân phước cho cha ngày 27 tháng 5 1900 và ngày 19 tháng 6 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị suy tôn cha lên bậc hiển thánh. Amen. Tôi là tên tội đồ, luôn bon chen sống luôn nhỏ nhem, không cần biết nào ai thấp hèn. Tôi là tên tội đồ, mang trong mình bao tội lỗi, nay cải hối quyết tâm từ đây. Chúa giàu lòng xót thương, dang dòng tay đón ai đi lầm đường. Chúa giàu lòng xót thương, dẫn đưa ta về con đường yêu thương. Chúa giàu lòng xót thương, luôn dù thương những ai đi lạc đường. Chúa giàu lòng xót thương, đang đưa ta về suối nguồn yêu thương.